Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao bằng. Những thông tin COVID-19 trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay, thứ tư ngày mùng 1 tháng 12. Tính đến 8 giờ ngày 1 tháng 12, tỉnh Cao Bằng đã ghi nhận tổng số 150 ca mắc COVID-19. Trong đó, ngày 30 tháng 11, có thêm 8 ca mắc mới được ghi nhận tại Trung Khánh, Hòa An, Nguyên Bình và thành phố. Hiện các cơ sở y tế, khu cách ly đang điều trị 133 ca. Số người điều trị khỏi bệnh là 17 ca. Chưa có trường hợp nào tử vong do mắc COVID-19. Ngay sau khi ghi nhận các ca mắc dương tính với sars cov 2 Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Trung Khánh, Hòa An, Nguyên Bình và thành phố Cao Bằng tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 cung cấp, triển khai các biện pháp chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Các huyện tiếp tục điều tra truy vết và phong tỏa phạm vi hẹp, tăng cường phòng chống dịch tại khu vực phát hiện F0. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 517.892 người. Số trẻ em từ 12 đến 15 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 là 21.410 trẻ. Số trẻ em từ 16 đến 17 tuổi được tiêm là 10.834 trẻ. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sẽ được thông tin trong chương trình thời sự tiếp theo. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng vừa ban hành thông báo khẩn số 01 về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ. Theo đó, ngày 30 tháng 11 năm 2021, Trạm Y tế phường Sông Hiến thực hiện test nhanh đối với 3 trường hợp F1, hiện đang được cách ly y tế tại nhà và có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh lây lan. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 Phường Sông Hiến thông báo tìm người có liên quan đến địa điểm sau. 1. Quán phở bé, km 3, Sông Hiến, thời gian, sáng ngày 20 tháng 11 năm 2021. 2. Quán bánh cuốn Huệ, Nà Cáp, Sông Hiến, sáng ngày 21 tháng 11 năm 2021. 3. Quán làm móng tại dốc cứu hỏa Sông Hiến, 13 đến 14 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2021. 4. Quán Thánh Hào, Sông Hiến, tối ngày 25 tháng 11 năm 2021. 5. Quán Cà Phê Ngân, km 5, phường Đề Thám, thời gian từ 15 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2021. 6. Quán Làm Móng, số nhà 050 Nà Cạn, phường Sông Bằng, thời gian từ 16 giờ đến 23 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2021. Đề nghị những người liên quan đến thời gian và địa điểm nêu trên thực hiện ngay các nội dung sau thực hiện khai báo y tế và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc qua số điện thoại trạm y tế phường Sông Hiến 0206 375 854. 0946 550 196 để được tư vấn, hướng dẫn theo dõi sức khỏe, phòng chống dịch COVID-19. Hết nội dung thông báo. Tiếp theo là một số thông tin trong nước quốc tế đáng chú ý Chiều ngày 30 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Putin. Trong không khí tin cậy, chân thành và cởi mở, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Putin đánh giá quan hệ chính trị ngoại giao Việt Nam-Nga có độ tin cậy chiến lược cao. Với tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, được duy trì thường xuyên trong cả quân khổ song phương và đa phương, bất chấp tác động không thuận của dịch bệnh COVID-19, Hai nhà lãnh đạo khẳng định, năng lượng và dầu khí tiếp tục là một trong những trụ cột chính của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước. Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Putin đã ra tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga đến năm 2030, nhằm định hướng cho sự hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu. Thực chất và hiệu quả đáp ứng lợi ích lâu dài của hai quốc gia, dân tộc góp phần vào hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Ngay sau hội đàm, tổng thống Putin đã mở tiệc chiêu đãi thân mật chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chiều ngày 30 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số. Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, chủ tịch Ủy ban nhấn mạnh phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, cách làm phù hợp, bám sát thực tiễn, điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam để quá trình chuyển đổi số đạt hiệu quả cao, mang lại lợi ích cho nhiều người dân và doanh nghiệp. Đồng thời khẳng định chủ trương thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia được xây dựng trên 3 trụ cột. Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số đã được xác định trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan đơn vị địa phương nên phải bắt tay thực hiện ngay để tạo ra hệ thống tổng thể liên thông từ trung ương đến cơ sở mọi chính sách đều hướng đến người dân, doanh nghiệp và mọi người dân doanh nghiệp cũng phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Thủ tướng đề nghị phải đầu tư thích đáng cho hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công thức quản trị một cách khoa học, hợp lý và hiệu quả. Thúc đẩy hợp tác công tư trong chuyển đổi số, nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công việc này ở các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu. Yêu cầu tích cực hoàn thiện cơ sở dữ liệu Ngày 30 tháng 11, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số 24 gửi các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, các bộ ngành về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và công trình cơ sở hạ tầng, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh nói trên tiếp tục tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất. Thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại. Gia suất khu vực đang bị ngập sâu, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, đảm bảo an toàn cho người dân. Trong đó tăng cường sơ tán, sen ghép và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 các địa phương đảm bảo lương thực thực phẩm, nguồn cung tại khu vực ngập sâu và chia cắt, không để người dân thiếu đói và thiếu nước uống. Bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa đã đầy nước, các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn. Triển khai phương án ứng phó, vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và tham gia giảm lũ cho hạ du. Triển khai lực lượng canh gác ở những vị trí ngầm tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết. Bố trí lực lượng vật tư phương tiện để kịp thời xử lý các sự cố, đảm bảo thông tuyến trên các trục giao thông chính. Chuyển sang thông tin liên quan đến tình hình phòng chống dịch COVID-19 trong nước và quốc tế. Trong cuộc làm việc với đại diện WHO, đại diện Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã thông báo việc tiêm mũi 3 cho người hơn 50 tuổi đã tiêm mũi 2 được 6 tháng. Việc tiêm mũi 3 sẽ được Bộ Y tế hướng dẫn triển khai bắt đầu từ tháng 12 tới hiện công tác tiêm chủng tại Việt Nam vẫn đang được tăng tốc để đạt được độ bao phủ đủ hai mũi trong năm nay. Đối với biến chủng Omicron, lãnh đạo Bộ Y tế cùng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới và CDC Hoa Kỳ thống nhất sẵn sàng cập nhật, chia sẻ kết quả giải trình tự gen, có thêm thông tin để tìm ra phương pháp ứng phó. Đồng thời, thống nhất quan điểm tiếp tục đẩy nhanh tiêm chủng, ưu tiên đối tượng nguy cơ cao, đặc biệt đảm bảo an toàn. Đề cập hiện tượng, nhiều trường hợp tại một điểm tiêm cùng lúc có phản ứng sau tiêm như chóng mặt, nôn, chân tay run, ngất. Đại diện tổ chức Y tế thế giới cho rằng có thể do trẻ quá lo lắng dẫn đến hội chứng tâm lý dây chuyền, dễ lầm tưởng và phản ứng nặng sau tiêm. Vì vậy cần chú trọng hơn nữa khâu tư vấn hướng dẫn sàng lọc trước tiêm. Cục hàng không Việt Nam cho biết hoàn toàn đồng thuận với Bộ Y tế về việc tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia châu Phi trước biến chủng mới Omicron. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, với các chuyến bay đi qua các nước đã chấp thuận cho mở đường bay, vẫn yêu cầu khai báo y tế, thực hiện cách ly, sẽ kiểm soát chặt chẽ đường vào để ngăn chặn chủng này. Đối với các chuyến bay quốc tế đưa người nhập cảnh vào Việt Nam, ngoài chuyến bay thí điểm đưa khách du lịch đến 5 địa phương Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Nam, Khánh Hòa và Kiên Giang. Các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước theo hình thức hành khách tự trả chi phí cách ly chọn gói. Các chuyến bay này nếu muốn thực hiện đều phải nhận được sự chấp thuận của năm bộ gồm bộ ngoại giao, y tế, giao thông vận tải, quốc phòng và công an. Liên quan đến các chuyến bay trong nước, Bộ Giao thông Vận tải vừa cho phép tăng tần suất khai thác trên nhiều đường bay nội địa, trong đó đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh được tăng lên 16 chuyến trên một tuần, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán năm 2022. Hai tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới nhận định biến thể Omicron có ảnh hưởng tới tăng trưởng toàn cầu, đồng thời đẩy giá cả tăng cao. Giám đốc điều hành tại Mui Đi cho rằng biến thể Omicron mang rủi ro ảnh hưởng tới tăng trưởng toàn cầu và lạm phát, đặc biệt là trong bối cảnh các chuỗi cung ứng bị gián đoạn, lạm phát tăng cao và thiếu lao động, sẽ tạo ra căng thẳng tài chính cho các tổ chức cho vay khi nhu cầu tài chính tăng mạnh. Trong khi đó, công ty xếp hạng tín nhiệm Fitch cho rằng hiện còn quá sớm để có thể dự báo các ảnh hưởng cụ thể của biến thể Omicron đối với tăng trưởng kinh tế cho tới khi mức độ lây lan và mức độ nghiêm trọng của biến thể này được xác định. Theo công ty này, khả năng suy thoái kinh tế giống như trong nửa đầu năm 2020 là không cao, tuy nhiên, lạm phát gia tăng sẽ gây khó khăn cho các giải pháp ứng phó kinh tế vĩ mô nếu biến thể mới trở nên mạnh hơn. Nếu biến thể mới dẫn tới một làn sóng lây nhiễm mới, các nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề sẽ là các nước có tỷ lệ tiêm phòng thấp, phụ thuộc nhiều vào du lịch và không có năng lực cao trong việc đưa ra hỗ trợ chính sách tiền tệ và tài khóa nhằm khắc phục các ảnh hưởng đối với tăng trưởng do làn sóng lây nhiễm mới gây ra. Bản tin sẽ được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa có thông báo về việc in thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới đối với một số trường hợp. Theo đó thực hiện quyết định số 1666 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế, kế hoạch số 349 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thẻ bảo hiểm y tế, từ ngày 29 tháng 11, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện in thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới đối với các trường hợp cấp mới thẻ bảo hiểm y tế cho người mới tham gia, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng thay đổi thông tin trên thẻ. Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới có những thay đổi theo hướng mang lại nhiều tiện ích hơn cho người tham gia, đặc biệt trong quá trình đề nghị cấp thẻ, bảo quản và sử dụng thẻ để thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới có kích thước nhỏ gọn hơn, bằng với kích thước thẻ căn cước công dân và một số loại thẻ ATM của các ngân hàng thương mại đảm bảo thuận tiện khi cất giữ. Mã số in trên thẻ bảo hiểm y tế mới chỉ in 10 ký tự chính là mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia, thay thế 15 ký tự như trước đây. Giúp người tham gia dễ dàng nhận biết và có thể tra cứu kiểm tra đầy đủ thông tin quy định về thẻ bảo hiểm y tế trên cổng thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trước đây, thẻ bảo hiểm y tế sử dụng con dấu của Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố nay thay bằng con dấu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, in trước danh chữ ký, họ tên của trưởng ban quản lý thu sổ thẻ hoặc người được tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam giao ký thửa lệnh giúp cho việc cấp lại đổi thẻ thuận tiện hơn ở bất cứ cơ quan bảo hiểm xã hội nào gần nhất trên phạm vi toàn quốc đối với trường hợp không may bị mất hỏng thẻ khi đi khám chữa bệnh ngoại tỉnh hoặc đi du lịch công tác học tập ở tỉnh khác theo cơ quan bảo hiểm xã hội, đối với thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu cũ còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và mọi quyền lợi của người tham gia được đảm bảo đầy đủ theo quy định. Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch An phối hợp với dân quân tự vệ và nhân dân xóm kéo quý xã Đức Thông vừa hoàn thành tuyến đường bê tông tại xã Đức Thông. Tuyến đường có chiều dài khoảng 600m, chiều rộng mặt đường 2,5 đến 3m độ dày bê tông khoảng 16cm. Đoạn đường liên xóm vào thôn kéo quý có trên 50 hộ dân, trước đó mỗi khi trời mưa con đường trơn trượt gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản của bà con. Việc hoàn thành con đường và đưa vào sử dụng giúp đỡ cho nhân dân đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Có các đồng chí chiến sĩ bộ đội và lực lượng dân quân huy động trực tiếp tham gia để thi công làm một tuyến đường này vừa góp công góp sức góp vật liệu đem lại lợi ích cho bà con nhân dân đầu tiên thì là trên thôn địa phận cái phạm vi này thì có trên 50 hộ dân trực tiếp sẽ được hưởng lợi đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch An nhằm thực hiện mô hình dân vận thắm tỉnh quân dân, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương, qua đó tạo mối quan hệ gắn bó giữa quân và dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương. Huyện Trung Khánh vừa tổ chức diễn tập chữa cháy rừng tại xã Trung Phúc. Nội dung diễn tập gồm hai phần: diễn tập vận hành cơ chế điều hành phòng cháy chữa cháy rừng và thực hành chữa cháy rừng đợt diễn tập chữa cháy rừng tại xã trung phúc nhằm nâng cao khả năng chỉ đạo chỉ huy chữa cháy rừng các cấp khi xảy ra cháy rừng tổ chức nhanh chóng dập tắt đám cháy không để cháy lớn xảy ra thông qua đợt diễn tập nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ nhân dân địa phương trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng đồng thời kiểm tra phương án phòng cháy chữa cháy rừng nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng công an quân đội kiểm lâm việc huy động lực lượng theo phương châm bốn tại chỗ trong chữa cháy rừng kết thúc đợt diễn tập, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.